Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Tôi là Vân Trang. Và tôi là Trang Hạ. Rất vui được đồng hành cùng chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ ngày hôm nay. Và trước khi đến với chương trình thì Vân Trang cũng như là chị Trang Hạ xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục Mẹ Có Biết. Quý vị khán giả có biết quốc gia nào có tỷ lệ phụ nữ ngoại tình cao nhất thế giới hay không? Đứng đầu danh sách này là nước đông dân nhất châu Phi, Nigeria. Có hơn 62% phụ nữ đất nước này đã từng thú nhận chuyện ngoại tình. Nếu như là bạn đang sống ở Bỉ, bạn có thể là ngoại tình, có thể là dẫn luôn bạn ra tòa. Và hàng năm thì có tới 32.000 vụ ly hôn được đưa ra tòa án Bỉ. Và đó là một con số cực kỳ đáng kinh ngạc. Nếu mà nói về ly hôn ở Việt Nam mình thì có một cái thống kê cho thấy là cái tỷ lệ ly hôn ở đất nước Việt Nam mình lại rất là thấp so với thế giới. Chỉ có 4% thôi. Còn Chile là đất nước thấp hơn nữa, đó là chỉ 3% thôi. Nhưng mình có một người bạn và ông ấy đến Việt Nam năm 1974. Ông ấy nói là vào thời điểm đó ông ấy cưới vợ Việt Nam và ở Việt Nam không hề có một vụ ly hôn nào. Và 20 năm sau ông quay lại thì ở xã hội đầy rẫy trường hợp ly hôn. Và trong 7 năm Trang Hạ sống ở Đài Loan thì còn có con số thống kê là trong số 3 phụ nữ trong độ tuổi kết hôn từ 20 tuổi trở lên, cứ 3 người thì là có một người đã ly hôn, một người không hề có ý định lấy chồng, còn một người thì hôn nhân có thể hạnh phúc hoặc là đang trục trặc. Thì đó là một con số rất là kinh khủng, nhưng nó nói về đời sống hiện tại, ngoại tình ly hôn luôn là thách thức. Em thấy thì cái tỷ lệ ly dị có cao cũng chưa chắc đã đồng nghĩa với việc là không chung thủy và ngược lại. Đàn ông và đàn bà Tây Phương thì phải nói là rất là độc lập trong suy nghĩ và trong kinh tế nữa. Nếu như mà họ đã hết yêu, họ sẵn sàng chia tay. Tuy nhiên thì ở với các nước phương Đông của mình á, thì khi mà bạn đời bị lầm lỗi thì họ thường có xu hướng là sẽ tha thứ, sẽ tìm cách không có phải dính đến ly hôn. Chắc Hạ nghĩ rằng là trong tất cả các mẹ bà đang ngồi xem Nhỏ To Cùng Mẹ ngày hôm nay á, có mẹ nào có một lúc nào đấy đã chán chồng, có lúc nào đấy không phải lòng một ai đó, có một lúc nào đấy chúng ta cảm thấy tình yêu không còn tồn tại, nhưng vấn đề là chúng ta vẫn tiếp tục sống tiếp, có thể là vì con, có thể là hết tình thì còn nghĩa. Yeah. Và đó là một cái mối dây liên kết rất là quan trọng khiến tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam ở mức thấp. Vậy thì bây giờ với chương trình ngày hôm nay thì Vân Trang muốn mời đến phim trường một vị khách mời rất là đặc biệt, một cô MC rất là xinh đẹp, một cô diễn viên rất là tài năng nữa, đó chính là MC Quỳnh Chi. Cho phép Quỳnh Chi được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ. Chị Trang cũng biết được là qua một cái biến cố về hôn nhân của mình thì Quỳnh Chi cũng đã phải trải qua những cái tháng ngày rất là khủng hoảng đó. Thì nhưng mà tới bây giờ thì vẫn thấy rất là rạng rỡ thôi. Thì không biết là Chi đã phải vượt qua cái điều đó như thế nào? Chắc là vì yếu tố đầu tiên và cũng có thể nói là mạnh mẽ nhất đó chính là con trai của Chi. Mỗi ngày tiếp xúc với bé, thấy cái sự lớn lên từng ngày, cái nét ngây thơ, cái sự hồn nhiên đó thì giúp cho mình cảm nhận được là à, thế thì mình ở vị trí người mẹ, mình đã sống đủ vui chưa, đủ tích cực chưa, thì mình học cái điều đó ở con của mình. Chị Trang Hạ thì gặp Quỳnh Chi trong những cái thời điểm mà chị Trang Hạ tin rằng là khán giả sẽ khó mà bắt gặp. Ví dụ như là bạn ấy vừa ngủ dậy, bạn đang rất là buồn, bạn đang sống một mình, bạn ý trong bữa ăn sáng ra sao, bạn ý chia sẻ trong những cái khó khăn sau khi mà chia tay với một cuộc sống cũ như thế nào. Thì mình phát hiện ra rằng là Quỳnh Chi rất là phù hợp với một câu nói là cái gì mà không giết được bạn thì sẽ làm cho bạn mạnh mẽ. Trải qua tất cả những cái biến cố trong đời sống á, cái câu chuyện Quỳnh Chi chia sẻ á, thật là một cách rất là điềm tĩnh và khiêm tốn thôi. Bạn ý nói là con là một nguồn năng lượng rất là tốt, nhưng chị Trang Hạ nghĩ rằng là đôi khi nó là cái lựa chọn của Quỳnh Chi. Cái lựa chọn trong đời một người phụ nữ sẽ dẫn bạn đi tới tương lai khác biệt như thế nào, nhưng mà có bạn có cái sức mạnh để bạn có cái lựa chọn đó mới là cái điều quan trọng. Quỳnh Chi có thể chia sẻ cái sức mạnh của Chi khi mà lựa chọn cho một cái bước đường đời của mình, mỗi sự thay đổi, mỗi cái quyết định tương lai. Em là một người sống hơi bản năng, tức là lúc nào em cũng hỏi mình một câu, đó là em không đặt cho mình câu hỏi là đây có phải là một quyết định đúng hay không, mà em đặt cho mình câu hỏi là tôi có hạnh phúc với quyết định này hay không. Có những thời điểm em làm những cái việc mà những người không ở trong hoàn cảnh của em sẽ không hiểu được, trong khi em chỉ có một câu trả lời duy nhất là tại vì em phải làm như vậy thì em mới hạnh phúc. Có một cái câu nói đó là mình bước vào con đường nào thì mình cũng sẽ có sự tiếc nuối với con đường còn lại, nên là chỉ còn có cách là khi đã lựa chọn con đường nào rồi thì mình phải làm cho nó trở thành lựa chọn đúng. Trang vẫn rất là muốn hỏi chỉ một điều là bạn nghĩ đối với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc dẫn đến ly hôn thì có những cái nguyên nhân nào là chính? Đây là trải nghiệm của Chi. Nó là cái ly hôn nhiều khi không phải là do mình không yêu đâu. Em cảm thấy rằng câu chuyện của em nó một phần là do em kết hôn quá sớm.
Một phần là do em đi làm sớm nữa. Thực ra thì Chi cũng sống thiếu cái tình cảm của bố từ bé. Nên việc có một người đàn ông bên cạnh mình là điều hết sức hạnh phúc với mình thời điểm đó. Và khiến cho mình có suy nghĩ tôi muốn có một mái ấm cho riêng mình ngay lập tức. Một cô gái trẻ mà bước vào hôn nhân giống như là bạn chấp nhận đánh đổi thanh xuân, sự tự do, yêu cầu bạn phải có sự hiểu biết, yêu cầu bạn phải có sự hòa hợp, hy sinh. Thì mình cần có một cái độ chính nhất định để mình mới có thể bước chân vào một cái gọi là hôn nhân được. Và một điều thứ hai mà Chi cảm thấy mình nhận ra được, tình yêu trở nên nhỏ bé vô cùng trước vô vàn những khó khăn, trước vô vàn những mâu thuẫn mà mình không tìm được lời giải giữa hai cá thể tách biệt như vậy. Nên là dẫn đến là khi mà mình không còn cái cảm giác là được sống nữa. Mình không hề muốn, nhưng mà bây giờ nếu tiếp tục như thế này thì không phải mình không mà cả cái người yêu của mình cũng bị mệt mỏi. Cả hai cùng mệt mỏi và cả hai cùng có cảm giác là tôi cảm giác tôi không có được sống cuộc đời tôi mong muốn nữa. Và cái cảm giác đó thực sự là rất là tệ. Trong khi mà bạn lập gia đình á, khi mà bạn đang yêu nhau á, mình giận nhau thì đó là mình đi xuống đáy, đúng không? Đáy của mối quan hệ. Nhưng khi bạn đã lấy nhau rồi á, con ốm bạn đi xuống đáy mối quan hệ, hết tiền bạn đi xuống đáy mối quan hệ, bị bố mẹ mắng hoặc là họ hàng trách cứ bạn đi xuống đáy mối quan hệ, thậm chí là thiếu kỹ năng để làm vợ làm chồng bạn cũng đi xuống đáy, tức là có rất nhiều thứ dìm bạn xuống mà tình yêu không thể nào mà nhấc bạn lên được, lên trên cái mối quan hệ gia đình. Đó là lý do mà khi bạn kết hôn á thì cái nguy cơ bạn phải hứng chịu nhiều hơn. Và cái sức ép đến với nhất là những cô gái trẻ kết hôn sớm như Chi á thì mình có thể tưởng tượng được ra, nhưng có những người bạn mình 50 tuổi mới kết hôn lần đầu tiên và sóng gió họ nhận cũng không kém gì so với cô gái 17 tuổi lấy chồng, thì đó là một điều rất là kỳ lạ và thách thức của hôn nhân. Chúng ta kết hôn thành công nhưng chúng ta cũng nên ly hôn thành công, nghĩa là sau khi ly hôn cả hai đều hạnh phúc, đó là ly hôn thành công. Nhưng người Việt Nam chưa từng nghe thấy một ai nói rằng là tôi ly hôn thành công hoặc là tôi sẽ thành công khi tôi ly hôn, không ai nói điều đó. Nhưng mà lúc nãy chị Trang Hà có nói một cái câu là có nghĩa là khi mà một cái mối quan hệ vợ chồng mà rơi xuống đáy có nghĩa rất là nhiều cái áp lực, nhiều cái lý do để đưa tới cái đó chứ không phải chỉ có tình yêu. Chị có nghĩ là tại vì mình về làm dâu, mình sống làm dâu, sống cùng với bố mẹ chồng thì thành ra là cái chuyện đó cũng là một trong những cái cản trở trong cái hôn nhân của Quỳnh Chi hay không? Chị không nghĩ vậy. Mình luôn nói rằng đúng như chị Trang Hạ nói, đó là có 50 tuổi mà lấy chồng, sau 50 năm kinh nghiệm sống trong đời thì cũng không có nghĩa là tôi có thể tự tin tôi sẽ làm tốt với cuộc hôn nhân của mình. Cũng giống như một số người nói rằng cái người bạn đời của mình không phải là người mình yêu nhất, cũng chưa chắc là người yêu mình nhất, chỉ là người tới đúng thời điểm nhất. Chi và người bạn của Chi đã không đến đúng thời điểm. Còn với Chi thì chuyện hai người phụ nữ xa lạ, thật sự là xa lạ mà phải ở cùng nhà và cùng yêu thương một người đàn ông, đó là chuyện mà Chi nghĩ rằng nó cũng rất là khó khăn. Nhưng mà không phải là nó gay gắt như đến mức mà người ta hay dùng cụm từ mẹ chồng nàng dâu đâu, mà mình hoàn toàn có thể hòa nhập được, chỉ là mình có thật sự muốn hòa nhập hay không. Nếu mình có đủ sự chân thành, đủ sự yêu thương, và quan trọng là cái anh chồng của mình anh cũng tâm lý, để mà anh biết, anh nhẹ nhàng, anh cho mình một cái câu động viên đúng lúc. Mà cái điều này cũng cần cái anh chồng cũng phải có kinh nghiệm, nên là thì mọi cái mối quan hệ nó sẽ được hóa giải. Đối với những cái mối quan hệ vợ chồng thường thì người ta sẽ có những cái mốc để đánh dấu là có vượt qua được hay không, có vượt qua được hay không. Thì thường là 2 năm đầu tiên là 2 năm rất là khó khăn đối với cặp vợ chồng son, đúng không chị? Nếu như bạn kết hôn và 10 năm liền bạn chưa sinh con, bạn dùng để cùng nhau đi du học Mỹ, cùng nhau đi dạy đại học, thì thực ra là rất nhiều thứ bạn đã đạt được trong thời gian đó. Thế nhưng thậm chí là có khi bạn vừa mới chưa kịp có nghề nghiệp thì đã kịp có con, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là cái mốc hôn nhân mấy năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm không quan trọng bằng là mốc đời sống. Bạn tự lập về kinh tế, bạn độc lập về quan điểm, thậm chí bạn học được cách để mà yêu thương người khác. Ví dụ như là vợ chồng Trang Hạ, sau 10 năm hôn nhân thì mình mới phát hiện được ra là mình học được cách yêu nhau từ lúc mình ly hôn. Các mẹ đang ngồi xem chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ, và các mẹ nghĩ rằng là ly hôn là một thất bại của một người phụ nữ trong đời sống, thì hãy nhìn sự rạng rỡ tự tin của Quỳnh Chi cũng như là sự chia sẻ rất là thoải mái của chị Trang Hạ để nói rằng là đó chỉ là một cái lựa chọn ở trong đời sống mà thôi. Và chúng ta lựa chọn sống tiếp như thế nào, lựa chọn là đi bên trái bên phải hay đi một mình, thì đó là cái điều rất là tuyệt vời nếu như nó làm cho gia đình phát triển, cuộc sống này tích cực lên. Thưa các quý vị, chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong một cuộc phỏng vấn ngắn với các khán giả để xem mọi người sẽ chọn bao dung hay là tha thứ hay là chia tay mỗi khi chúng ta gặp phải những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân.
ly hôn thì cái cơ hội của người phụ nữ mà tái hôn lại thì ít hơn so với cơ hội của người đàn ông. Khi cha mẹ ly hôn thì con cái sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Bố mẹ thì cũng có thể là đi xây dựng và tìm cuộc sống mới. Thế nhưng mà con cái thì sẽ mỗi người một nơi. Thường thường á, mỗi lần sau cuộc ly hôn á, thì hay nghe nói là do lỗi người đàn ông này nọ, đổ lỗi cho đàn ông xong á, nhưng mà cũng phải nhìn lại bên phía cạnh người phụ nữ. Nhiều khi ta đòi hỏi chồng con quá nhiều, đi làm phải mấy giờ về, rồi không có được giao tiếp bên ngoài, thì công việc mình cũng phải sự mối quan hệ, thì mình cũng phải giữ mối quan hệ bên ngoài để mình cho công việc mình nó thuận lợi. Mà không thể nào mà cứ đúng giờ lại về vợ thì mới chiều lòng vợ được. Thì đôi khi nó cũng cuộc sống gia đình nó cũng gọi là ràng buộc đối với đàn ông lắm. Thật sự thì em thấy là cái sự chia sẻ nào nó cũng rất là đáng quan tâm và rất là đáng bàn. Thì thôi bây giờ ba chị em mình phân tích từ từ từng cái được không chị? Cái vấn đề đầu tiên đó là thông thường thì mọi người nghĩ là sau khi ly hôn, người đàn ông sẽ dễ có thêm một cái mối quan hệ khác và dễ kết hôn nữa. Còn người phụ nữ mình thì không được như vậy. Khó hay dễ thì thực ra là do bản thân mình hết. Nhất là sau khi mình đã trải qua một lần rồi thì mình hiểu là hóa ra là với tính cách của mình như vậy thì để có một người có thể ở với mình lâu dài thì người ta phải có những cái tính như vậy nè. Thí dụ tính của mình hơi thẳng quá, hơi đàn ông chút xíu. Vậy thì cái người đàn ông ở bên cạnh mình yêu cầu là đừng có tự ái quá. Không, nhưng mà tại vì Quỳnh Chi là một người phụ nữ rất là đẹp, rất là bản lĩnh, rất cá tính, rất thông minh. Điều đó hoàn toàn quá đơn giản với Quỳnh Chi. Cái mà Trang muốn nói ở đây đó chính là không phải từ bản thân mình đâu, mà có nghĩa là những cái quan ngại do những cái lời dị nghị của xã hội nè, hoặc là những cái người đàn ông tới với mình họ cũng có gia đình nữa, có sợ chăng là họ sẽ hơi lo ngại khi mà tới cùng với một người phụ nữ đã từng có gia đình. Hôn nhân á, gốc rễ của nó phải là tình yêu. Nên là thật ra mình không đi kiếm một người đàn ông, mà mình đi kiếm cái tình yêu của đời mình. Còn nếu chúng ta bị ở trong cái hoàn cảnh là luôn nghĩ mình là đã ở một cái lứa tuổi cần phải kết hôn lần nữa, thì mình đang tự đẩy mình vào một bài toán cực kỳ khó. Cuộc hôn nhân muốn lâu dài, bền vững, em nghĩ là cái gốc rễ vẫn là tình yêu. Và khi có tình yêu rồi nha, một cái người mà quá trời khuyết điểm luôn cũng tự động đẹp trong mắt mình Tự nhiên lúc đó mọi chuyện thành dễ. Em nghĩ là như vậy. Cảm ơn Quỳnh Chi. Còn bây giờ cái vấn đề thứ hai, có thể nói là chị Trang Hà cũng đã một lần ly hôn rồi sau đó lại cưới lại người chồng vậy của mình. Thì các mẹ lúc nãy là cũng có chia sẻ là có nhiều người phụ nữ trong thực tế bây giờ là họ không muốn chia tay bởi vì sợ là con mình sẽ thiếu hụt mất cha hoặc là mẹ, thành ra là họ không có muốn ly hôn. Thì cái điều đó chị Trang Hà nghĩ như thế nào? Có rất là nhiều thứ mà được gọi là cuốn từ điển hạnh phúc chúng ta nên viết lại. Từ điển hạnh phúc của phụ nữ, viết lại về sự độc lập, viết lại về cái giá trị của bản thân mình, viết lại về giá trị về tình yêu. Ví dụ như là trong từ điển của Chi thì hôn nhân nó được viết từ cái từ là tình yêu, còn từ chị Trang Hạ thì có lẽ là từ thương nhau, hiểu nhau hay là từ hòa hợp. Khi mà ta viết lại cái cuốn từ điển đó thì đừng lo gì cho con cái. Con cái nó xây dựng đời của chúng nó trên cái giá trị quan của bố mẹ. Và nếu như bố mẹ coi yêu thương hay là coi tình yêu hay là sự hòa hợp hoặc là sự cổ là thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ việc nhà, chia sẻ gánh nặng kinh tế với nhau, thì con cái cho dù nó sống với một gia đình đơn thân hay là gia đình có bố có mẹ thì nó hoàn toàn sẽ được thừa hưởng toàn bộ các cái giá trị quan của chúng ta. Vì thế bạn hãy tin rằng là không có gì hủy hoại đứa trẻ hơn bằng một gia đình kinh khủng là có bố mẹ lung lay, bạo lực, ngoại tình, nghèo đói nhưng cứ cố gắng sống chung trong một mái nhà. Còn bây giờ cái vấn đề thứ ba đây, nhiều người thì nghĩ là hôn nhân đổ vỡ thì người phụ nữ lại không có nhìn nhận là lỗi ở do mình. Nếu mà chồng đi ngoại tình thì cứ nghĩ là tại vì ông chồng chứ không phải là tại do người phụ nữ. Nhưng mà thực sự thì nhiều sách vở nói lắm, người phụ nữ là một cái người phải vun vén cái hạnh phúc cho gia đình của mình, là cái người mà là cầu nối cho tất cả mọi thứ thành viên trong gia đình. Thì thành ra là em nghĩ, không biết là Quỳnh Chi nghĩ như thế nào về vấn đề này? Chị hoàn toàn đồng ý với Vân Trang. Trong một gia đình mà hôn nhân không hạnh phúc thì người phụ nữ sẽ rất là đáng thương. Nhưng thật ra cả người đàn ông cũng chịu cái gánh nặng và những cái mất mát, tổn thương về tinh thần khi mà gia đình có những cái vấn đề trục trặc. Chỉ có một anh bạn hay tâm sự với Chi là Chi ơi, nói thiệt với em là anh không thấy cái lúc nào mà anh căng thẳng và anh suy sụp bằng khi mà anh cãi nhau với vợ anh. Thì điều đó cho thấy là người đàn ông á, họ cũng bị những, họ có những cái yếu đuối riêng. Thậm chí nha chị, em để ý cho chị Trang Hạ, đó là người đàn ông sau ly hôn á, còn suy sụp hơn người phụ nữ nữa. Và họ có cái thời gian để lấy lại tinh thần á, còn lâu hơn người phụ nữ nữa cơ. Họ sợ ly hôn còn hơn phụ nữ.
vợ muốn câu có làm sao, vợ chửi bới làm sao, nhịn để cho mọi thứ nó trôi qua. Mình phân tích ra như vậy để thấy rằng trong hôn nhân, cả vai trò của đàn ông và phụ nữ đều chịu những áp lực như nhau. Và phụ nữ chúng ta cũng hay dễ bị rơi vào một trường hợp như thế này, là ỷ tôi là phụ nữ, ỷ tôi là phái yếu, nên tôi được quyền tôi ghét, tôi chửi. Hoặc tôi được quyền tôi giận, tôi sẽ la hét. Với lại tôi đẻ con cho anh thì tôi được quyền là đòi hỏi anh phải A, phải B, phải C. Thì đó là những cái nếp suy nghĩ có, chứ không phải không. Thì điều đó rất là dễ dẫn đến những cái rạn nứt trong hôn nhân. Người đàn ông họ sẽ không nói, họ sẽ cố gắng họ chịu, nhưng rồi từ từ họ sẽ phản ứng bằng những cách khác. Thì điều này sẽ rất là đáng tiếc. Nhưng mà ở một góc độ khác á, thì chị Trang Hạ nghĩ rằng là với những người nam giới á, khi chia tay nhau á, người ta nói rằng là bộ mặt thật của phụ nữ á, thì mình sẽ nhìn thấy khi mà tối về xóa hết lớp trang điểm, nhưng bộ mặt thật của đàn ông sẽ nhìn thấy được sau khi chia tay nhau. Nên họ cư xử có tử tế hay không với người cũ, đó chính là cách nói lên cái nhân cách hoặc là cái phẩm chất của con người họ. Vậy thì bây giờ để thay đổi không khí đi, Vân Trang sẽ cho hai chị chơi một cái game. Bây giờ trên tay Vân Trang là hai thông điệp Vân Trang muốn để cho chị Trang Hạ cũng như là Quỳnh Chi, chúng ta hãy sắp và đọc lớn lên cái thông điệp này cho Vân Trang biết. Nó là gì? Em thấy đầu tiên là thấy hoa hướng dương với hoa hồng rồi đó. Mình có thể vừa sếp mà vừa nói chuyện đi. Thực ra là nếu mà khán giả theo dõi Nhà Tao Cùng Mẹ từ những số đầu tiên thì sẽ biết không có bất kỳ một món quà nào hoặc là một mini game nào mà nó nằm ngoài một cái thông điệp của chương trình. Và chắc chắn nó phải chứa đựng một cái giá trị nào đó mà không phải là chỉ nhận được sự tán thưởng của bạn mà còn nhận được cả sự trăn trở của bạn nữa. Nhưng mà toàn được câu khó chị Trang Hạ bình toàn. Cái này là dễ đó chị Hạ. Hôm bữa trước là hả, vừa làm cái này mà vừa phải hát nữa cơ. Chị Trang Hạ đã xong rồi đây. Người phụ nữ tự tin. Đây, hai thông điệp của chúng ta đây. Mình có thể là đây. Người phụ nữ tự tin là người phụ nữ đẹp nhất. Chắc chắn cái thông điệp này quá rõ ràng rồi đúng không quý vị? Có nghĩa là người phụ nữ của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải tự tin. Tự tin ở chính bản thân mình thì chắc chắn là người khác phải tin mình thôi. Quỳnh Chi có cái suy nghĩ như thế nào về thông điệp này? Đây vẫn là một cái mục tiêu mà Chi đang học hỏi và phấn đấu để mình ngày một tự tin hơn mỗi ngày. Đến bây giờ vẫn còn cảm thấy nhiều điều mình chưa có dám làm chị. Nhưng mà chị nghĩ rằng việc phấn đấu mỗi ngày để trở nên tự tin hơn, ngày mai mình sẽ tự tin ngay hơn ngày hôm nay một chút thôi, thì nó cũng sẽ khiến cho bản thân mình trở nên tích cực. Còn em thì thấy là chị Trang Hạ tự tin dữ lắm rồi, không muốn hỏi nữa luôn á. Đến chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ này, người phụ nữ tự tin không đòi hỏi bạn làm bất cứ điều gì cả, mà chỉ nói với bạn rằng là bạn sinh ra đã là tự tin, có giá trị của bản thân. Bố mẹ mình nuôi mình ăn học, chăm sóc mình cho mình lớn, không phải là để kẻ khác chà đạp, đúng không? Và sự tự tin của chúng ta chỉ bị mất khi thế giới đòi hỏi. Thế giới đòi hỏi bạn phải đẹp hơn, bạn phải giỏi hơn, bạn phải hạnh phúc hơn, bạn phải nhiều bằng cấp hơn, bạn phải làm bánh giỏi hơn, bạn phải nuôi con như một chuyên gia và ở trong nhà thì là một coi như là chuyên gia tâm lý ngoài giờ, vân vân. Đó là lý do mà cái sự tự tin của bạn là bị cướp. Một trong những cái chương trình giống như là Nhỏ To Cùng Mẹ có thể mang lại cho bạn cái sự an ủi và chia sẻ, nhưng ngoài ra những trang sách sẽ đem lại cho bạn cái phần tự tin rất quan trọng. Và một phần nữa là hãy lắng nghe bản thân, tin rằng những gì bạn chọn nó có giá trị. Nếu như bạn lựa chọn không đúng thì bạn sẽ biến cái lựa chọn đấy trở thành đúng. Thì cái điều đó mới là cái điều mang lại sự tự tin 100% cho bạn. Và đây chắc chắn là thông điệp của chương trình muốn gửi đến cho tất cả các mẹ. Phụ nữ tự tin là người phụ nữ đẹp nhất. Và Vân Trang cũng hy vọng là quý vị khán giả khi mà xem chương trình này sẽ cũng cảm thấy mình thật là tự tin, thật là đẹp, thật là giỏi giang, thật là thông minh để chất lượng cuộc sống của mình ngày càng tăng cao hơn nữa. Quỳnh Chi ơi, không biết là hậu sau ly hôn là mình có thể trở thành bạn với nhau hay không? Làm sao chị mà chị không biết có trở thành bạn với nhau hay không mà chị đang làm được. Bởi vì mình không dám trả lời những vậy cái gì mình chưa trải qua. Có thể khi nào vẫn còn yêu nhau và sẽ quay trở lại được không? Chị nghĩ rằng yêu hay không á, cả hai đều nhận biết là mình có còn tình yêu hay không rồi. Nên là việc mà mình hiện đang còn làm bạn được với nhau thì chị mới dám tự tin, chị muốn nói với mọi người á. Thực ra chị Trang Hạ có một câu rất là hay, đó là chữ ly hôn thành công. Ly hôn thành công là chúng ta phải biết tại sao chúng ta ly hôn. Chúng ta đã cố hết sức, chúng ta đã không còn cách nào khác. Thì khi mà chúng ta ly hôn, chúng ta biết rằng đó là sự lựa chọn tốt cho cả hai, dẫn đến là sau khi chia tay chúng ta có thể có những tranh cãi, chúng ta có thể có những khúc mắc, nhưng mà chúng ta không hận nhau, chúng ta không ghét nhau, và trong tận sâu đáy lòng chúng ta vẫn mong cái người kia của mình á sẽ tiếp tục hạnh phúc, thậm chí còn mong họ sẽ tìm được một người phù hợp hơn, sớm kết hôn đi để có người chăm sóc cho người ta và mình trở thành một đôi bạn thật sự. Tại vì sao? Người ta mãi mãi là bố của con mình mà, nên nó còn có một cái nấc gì đó cao hơn tình bạn, và người ta đã từng hiểu mình nhất,
nên là sẽ cao hơn tình bạn. Nhưng mà đến tình yêu thì Chi nghĩ là sẽ không phải tình yêu, tại vì tình yêu có một cái vị trí thiêng liêng mà nó chỉ là độc nhất. Nếu mà mình nói là ly hôn để cưới lại cuộc đời mình á, thì nó có một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là bạn biết rõ bạn đang cần gì và bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào mà cuộc hôn nhân này nó chưa thể mang lại cho bạn. Còn khi mà chị Trang Hạ có thể quay trở lại sau khi là đưa đơn ra tòa rồi đi thuê nhà ở riêng rồi là chia tay mấy năm, thì đó là bởi vì bọn mình chưa bao giờ làm tổn thương nhau. Nghĩa là bọn mình cư xử văn minh với nhau bởi vì cái cách sống văn minh khiến bọn mình có thể quay trở lại. Yeah. Còn rất nhiều người phụ nữ trong xã hội Việt Nam á, đã bị hôn nhân làm cho bị tổn thương sâu sắc. Ví dụ cãi vã, ví dụ như là kiểu bị tấn công, thậm chí là không chỉ là mắng mình đâu, còn mắng cả bố mẹ mình, rồi dòng họ nhà cô, rồi là cái xuất xứ thế nào, rồi cái nghề nghiệp của cô thì chỉ quẩn quanh ngó xó nhà vân vân. Tức là bởi vì chúng ta bị tổn thương rồi nên quay lại với những đầm ấm cũ, nghĩa là bạn cũng phải quay lại với những cái vết thương cũ, thì cái điều đấy là vô cùng khó và vô cùng ít. Vì thế để có thể ly hôn thành công thì bạn buộc phải có một cuộc hôn nhân thành công đã. Và bạn biết rằng là khi mà bạn hết yêu nhau, hết hạnh phúc thì chúng ta chia tay. Nghĩa là chúng ta không chia tay trong lúc là bị giày vò, giày xéo nhau. Thì sau đó bạn vẫn giữ được lòng tự trọng của bản thân, giữ được sự tự tin và giữ được rất quan trọng là niềm hy vọng về một hạnh phúc tiếp theo. Trang hãy nghĩ rằng là cái cuộc sống hậu ly hôn á, là bạn hay không cũng không quan trọng bằng việc là bạn tiếp tục giữ cái quan điểm sống, tìm kiếm những người phù hợp với mình và tạo nên cả một thế giới cho mình, cho con hoặc là cho bạn bè xung quanh theo những gì mà bạn mơ ước. Điều đấy mới là quan trọng, chứ còn có cưới lại lần nữa hay không, hay cưới ai, điều đấy lại là một câu chuyện khác. Quỳnh Chi có thể chia sẻ những cái bí quyết nào để sau khi mà cái cuộc ly hôn của mình á, nó diễn ra rồi, thì Chi sẽ có cái cách để cưới lại cuộc đời mình hay không? Chị nghĩ rằng để cưới lại cuộc đời mình thì mình phải đối diện với một thực tế, đó là sau ly hôn chúng ta phải trải qua một giai đoạn rất là khó khăn. Chúng ta có thể sẽ stress, trầm cảm, nhưng mà hãy mạnh mẽ đối diện với nó và tìm cho mình những cái niềm vui mới trong cuộc sống. Ví dụ là sau vài ngày nhốt mình trong nhà, khóc cho đã đi, rồi khi bước ra ngoài xã hội chúng ta hãy tự tin sắm cho mình một bộ váy mới, make up thật là xinh, đi đến một quán ăn sang trọng nào đó, tự thưởng cho mình một bữa ăn thật là ngon, bắt máy điện thoại lên gọi cho những người bạn của mình, hẹn hò cà phê, chia sẻ những câu chuyện về thời cuộc, chia sẻ về những kiến thức thời trang, hoặc những câu chuyện đang xoay quanh trong cuộc sống, và cứ thế mở dần cuộc sống của mình để nhận thấy rằng thật ra thưa quý vị, cuộc đời nó dài lắm và nó còn rất là nhiều thứ đẹp, rất nhiều thứ để mình phải trải nghiệm, chứ không phải ly hôn là kết thúc. Cứ sống cho bản thân mình, tội gì mình là một người phụ nữ mà mình đẹp, mình thông minh, vì chắc chắn là mình sẽ chọn cái con đường mình đi, và chắc chắn là mình sẽ không bao giờ hối tiếc bởi con đường mình đã chọn, và phải làm như thế nào mình hạnh phúc với con đường mình đã chọn nữa. Thì Trang nghĩ là với cái chủ đề ngày hôm nay thì hai vị khách mời là MC Quỳnh Chi của chúng ta cũng đã chia sẻ hết những cái nỗi niềm, phải nói là rất là thật tâm, rất là thành thật về cuộc sống của chính bản thân mình, để Vân Trang hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ có được thêm những cái thông tin hữu ích hơn, ví dụ như là những người thân trong gia đình của mình, bạn bè của mình, hay chính cuộc đời của các bạn gặp một cái trục trặc trong vấn đề về hôn nhân của mình, thì cũng tìm cách có thể vượt qua được cái cú sốc tinh thần này. Đừng bao giờ bạn lấy một cái thất bại trong quá khứ để hủy hoại cái tương lai của mình. Vì thế chắc hạn nghĩ rằng là với tất cả những người phụ nữ thì giá trị của bạn, người ta hay nói là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng Trang Hải thì nghĩ ngược lại, phụ nữ hơn nhau ở sự lựa chọn. Hôn nhân là một thứ lựa chọn, và thậm chí là độc thân cũng là một thứ lựa chọn, và chúc bạn luôn luôn thành công trong mọi lựa chọn của cuộc đời mình. Vân Trang cũng xin được cảm ơn Quỳnh Chi đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay với những cái trải nghiệm rất là thú vị về cuộc hôn nhân của Quỳnh Chi cũng như là cái cuộc đời mới của Quỳnh Chi bây giờ. Hy vọng là Quỳnh Chi sẽ luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ và thành công hơn nữa trong con đường sự nghiệp của Chi. Cảm ơn Vân Trang rất là nhiều, và Quỳnh Chi ngày hôm nay cũng cảm thấy rất là vui khi gặp lại chị Trang Hạ với những chia sẻ của chị, và cũng mến chúc đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ, và đặc biệt là chị em phụ nữ, mến chúc quý vị sẽ luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Thưa các quý vị khán giả, Trang Hạ và đang chờ đợi những câu chuyện hậu ly hôn của các bạn ở trên fanpage Nhỏ To Cùng Mẹ, và xin các bạn đừng gửi thư vào hòm thư của Trang Hạ nữa, bởi vì là khi bạn chia sẻ lên trang fanpage Nhỏ To Cùng Mẹ thì câu chuyện của bạn mới có thể đưa vào kịch bản của những số tiếp theo Nhỏ To Cùng Mẹ. Còn khi các bạn chia sẻ lên trang của Trang Hạ, đó chỉ là một cái tâm sự cá nhân và Trang Hạ không có quyền sử dụng các nội dung đó. Thì hy vọng những cái câu chuyện hậu ly hôn của các bạn, những cái câu chuyện hạnh phúc hoặc là đau khổ hay là trăn trở hay là vất vả khi nuôi dạy con
sau ly hôn, nó cũng là một trong những cái năng lượng để giúp bạn đi tới ngày mai. Và chúc các bạn là sẽ luôn luôn tự tin với lựa chọn của mình. Và xin chúc mừng tất cả các khán giả đã trúng giải voucher 200.000 mua sắm trên Tiki gian hàng mẹ và bé của tuần trước. Mong các bạn lên fanpage Nhỏ To Cùng Mẹ để theo dõi thông tin, và Trang Hạ chờ đợi bạn xuất hiện trong danh sách của những tuần kế tiếp. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị và các bạn đừng quên khung giờ phát sóng rất quen thuộc của chương trình, đó chính là 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thì hãy truy cập vào website eva.vn, kênh truyền thông dành cho mẹ và bé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.